Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, những thính giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Japan trên mọi miền tổ quốc. Và em rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Và trong cái video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ mời quý vị và các bạn ở theo chân em đến ghé thăm nhà một người bạn của em ở thành phố Tochigi. Thì anh bạn này của em, anh ấy chuyên đi sưu tầm lại những món đồ xưa nay hiếm về để bán lại cho người tiêu dùng. Và em nghĩ quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng lại những món đồ xưa nay hiếm thì đây là một địa chỉ rất xứng đáng để chúng ta dừng chân, phải không ạ? Và trước khi đi vào phần review và theo dõi các sản phẩm trong video ngày hôm nay thì một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian để theo dõi các video ngắn này của em. Và trong quá trình quay video, còn chỗ nào chưa được rõ ràng, còn chỗ nào sai sót thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn chấm trước. Và em xin phép là trong video này em cũng sẽ không bình luận và không báo giá. Quý vị và các bạn đã theo dõi video mà ưng được cái sản phẩm nào thì hãy chụp màn hình lại gửi vào Zalo cho em. Sau đó em sẽ báo giá cho quý vị và các bạn. Và một lần nữa thì em xin chúc toàn thể quý vị và các bạn chúng ta vừa nghe những bản nhạc nền rất là thân quen, vừa theo dõi các sản phẩm trong video ngày hôm nay thật nhiều niềm vui. Quý vị và các bạn thấy video của em hữu ích, hãy cho em một like và nếu có thể hãy cho em một lượt đăng ký để em có động lực làm những video kế tiếp gửi đến toàn thể quý vị và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn.
Vâng, kính thưa toàn thể quý vị và các bạn, vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể quý vị và các bạn đã dành một chút thời gian để theo dõi cái video ngắn này. Quý vị và các bạn thấy video ngắn của em hữu ích, hãy cho em một like và nếu có thể hãy bấm nút đăng ký kênh của em để không bỏ lỡ những thước phim mới nhất của Phượng Kỳ TV. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp.